Lùi chiên không dầu lai xeo dung tích 8 lít chưa nướng vừa một con gà. Có mặt kính tay đảo. Ngày 8 tháng 9 năm 2021 gửi về cho anh Trần Duy Phương ở khu phố 5, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Chiếc nồi chiên không dầu này nhà em bảo hành cho anh 12 tháng, lỗi nhà sản xuất một đổi một. Và trước khi đi thì em sẽ kiểm tra lại tất cả các phụ kiện cùng chức năng của nồi. Hàng nhập khẩu thì đèn nó rất là sáng. Tất cả các lúm vặn rồi đến chữ sắc led, sắc sảo. Đèn đã sáng, thanh đảo đã chạy. Quả đồ niu gió đã chạy. Đấy, phía trong lòng nồi trông dính ok luôn là. Hiện nay trên thị trường mẫu mã này có rất nhiều lạ loại và giá cả là do có hàng nhập khẩu và hàng lắp ráp, hàng nhái. Em mọi người khi mua cần tìm cơ sở uy tín để sau này được bảo hành, chất lượng tốt. Với tay cầm này sẽ có một cái lúm và mũi tên đi xuống, thì mình nhắc lên nhắc xuống mình sẽ kéo cái mũi tên này. Khi mọi phụ kiện chức năng của lồi đã kiểm tra ok, hoạt động hoàn hảo, thì để khẳng định uy tín của nhà em so với các bên khác cái cùng sản phẩm giống hình thức nhưng giá thành có khác do khác chất lượng, để đảm bảo uy tín và thương hiệu thì ngoài tem phiếu bảo hành của hãng ra, nhà em sẽ có thêm một tem phiếu mực đỏ có ký tên, ghi rõ chủng loại, mã hiệu sản phẩm và một tem dán trực tiếp lên sản phẩm, tem bảo hành có đầy đủ địa chỉ, số điện thoại để mọi người liên hệ nếu có gặp về trục trặc hoặc là thắc mắc cần tư vấn. Nhà em phi ship toàn quốc, các bác nhận hàng được kiểm tra bật lên chạy thử ok mới thanh toán. Và nếu như nhà mình có ai trong nghề điện tử điện lạnh hoặc là hàng xóm đang giềng có ai là thợ thì có thể nhờ họ kiểm tra hộ. Nhà em hoan hỉ nếu anh em thợ kiểm tra và nếu phát hiện hàng em gửi là hàng giả, hàng nhái, hàng lắp ráp, hàng rẻ tiền, hàng kém chất lượng, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, bồi thường một nhân đôi giá trị sản phẩm. Mọi chi tiết xin liên hệ Thành Được, địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội, điện thoại 0949873111. Mọi thắc mắc xin gửi về hòm thư điện tử email thanhduoc2807192a@gmail.com. Trong mùa dịch khó khăn này, em sẽ tặng thêm một hộp đũa mạ vàng, một bộ đũa mạ vàng Kodia 10 đôi và một kéo cắt gà Nhật làm 100% bằng thép.